Xin chào anh chị, hôm nay thầy xin chia sẻ với anh chị bài số 20 trong khóa học phân tích kỹ thuật và chia sẻ với anh chị về một điều rất là quan trọng trong quá trình đầu tư. Đó là ngoài chúng ta hiểu biết rõ về phân tích kỹ thuật cũng như là chúng ta ứng dụng các chỉ báo trong quá trình đầu tư thì cái việc mà chúng ta giữ cái tâm lý đầu tư của chúng ta một cách hài hòa nhất cũng như là giữ tâm lý đầu tư của chúng ta một cách tốt nhất thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ tăng cái xác suất thành công lên. Và ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các anh chị về cái tâm lý trade và các cách kết hợp với các cái công cụ hỗ trợ khác. Thì đó là đây là một cái cổ phiếu, nếu có thể chia sẻ với các chị, đây là một cái cổ phiếu và giai đoạn đỉnh giá cổ phiếu là 420.000 và giai đoạn đáy là giá cổ phiếu là giảm 96% và giá cổ phiếu ở giai đoạn đáy cổ phiếu là giá 16.000. Chia sẻ với chị là cổ phiếu từ 420.000 về còn 16.000 thì đây là một cái sự khốc liệt cực kỳ trong cái quá trình đầu tư của chúng ta. Và nếu mà chúng ta không có cái tâm lý đầu tư tốt, nếu mà chúng ta không tuân thủ các nguyên tắc thì chia sẻ, giả sử bây giờ các anh chị có 420 triệu thì các anh chị đầu tư vào cổ phiếu này thì đến hiện tại, đến cái thời điểm mà thế đã đánh dấu này thì các anh chị chỉ còn 16 triệu thôi. 420 triệu còn 16 triệu và các anh chị mất đi đó là 96% giá trị tài sản của mình. Và chia sẻ các anh chị mất đi 96% cái giá trị tài sản của mình thì không biết bao giờ chúng ta mới có thể lấy lại được cái số tiền đó. Đặc biệt là rất nhiều các anh chị đầu tư vào cái vốn rất lớn đối với những cổ phiếu này. Thế nên cái tâm lý đầu tư của là rất là quan trọng. Và điều thế thấy rằng đó là chúng ta hãy tuân thủ theo những cái nguyên tắc cắt lỗ của chúng ta, quản trị rủi ro. Giả sử nhé, các anh chị có mua ở vùng này đi chăng nữa, hoặc là sửa các anh chị có mua ở vùng này nữa thì chúng ta hãy cố gắng luôn luôn nghĩ làm sao quản trị rủi ro. Nếu mà cổ phiếu vi phạm nguyên tắc 7% là chúng ta phải cắt. Lưu ý với các anh chị thì cái việc các anh chị cắt 7% còn hơn là cái việc các anh chị phải lỗ 97%, đúng không ạ? Thì đó là chúng ta tránh được những cái đợt sụt giảm rất sâu về sau đó. Thì đó là lưu ý với tất cả các anh chị là chúng ta. Và đến cái thời điểm bây giờ thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu cũng đang ở vùng 39.000, đây là trạng thái cũng rất là yếu và cho thấy rằng gần như là dòng tiền và các đội lái đã bỏ đối với cổ phiếu này. Và nếu mà các anh chị đã vướng vào cổ phiếu này thì rất khó để chúng ta có thể làm lại. Và thay vì đó là chúng ta hãy học kinh nghiệm từ những trạng thái cổ phiếu này là không gì không thể trong một cái xu hướng downtrend. Tài khoản và cổ phiếu của các anh chị có thể mất 96%, 97% trong một xu hướng downtrend. Đó là một điều cực kỳ khủng khiếp. Đấy là lưu ý với các anh chị là các anh chị không sử dụng vốn vay nhé. Các anh chị không sử dụng vốn vay, chúng ta không mua cổ phiếu bằng margin ấy, là chúng ta mất 97%. Còn nếu mà chúng ta sử dụng margin nữa thì chắc chắn là chúng ta bị cháy tài khoản. Đầu tư bao nhiêu chúng ta cũng bị cháy. Các anh chị đầu tư 5 tỷ cũng bị cháy hết tài khoản, 10 tỷ cũng bị cháy hết tài khoản và không còn gì nữa. Đó là sự khốc liệt của thị trường chứng khoán. Còn khi mà giai đoạn mà cổ phiếu này lên ấy, có thể chúng ta chỉ được 5-10% thôi, và hoặc là 50%, nhưng mà khi mà xuống thì cái mức độ gọi là tàn sát của chúng ta rất là nhiều và cổ phiếu giảm rất mạnh. Đây là những cái trạng thái mà các anh chị cực kỳ lưu ý và thường xảy ra trong cái quá trình downtrend. Thế thấy rằng trong uptrend thì hầu như đa số những nhà đầu tư của chúng ta đều kiếm được tiền từ những nhà đầu tư F0, nhà đầu tư timer, nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Chúng ta có thể bán ở đây, mua ở đây, bán ở đây, mua ở đây, bán ở đây đều có lãi, đúng không? Mua ở đây, bán ở đây đều có lãi. Tất cả mọi người gần như chúng ta đều có lãi ở trên thị trường cả. Tuy nhiên là vấn đề đó là trong quan trọng là khi mà giai đoạn thị trường đi xuống này là chúng ta đều bị thiệt hại rất nặng. Và đa số những nhà đầu tư với cái tâm lý đầu tư đầu cơ mà không có nguyên tắc và không tạo ra cái phương pháp đầu tư riêng của mình đều chịu cái thiệt hại rất là nặng nề. Đó là trong ngày hôm nay để chia sẻ với các anh chị làm sao để chúng ta giữ cái tâm lý của chúng ta nó bình ổn hơn trong quá trình đầu tư của mình, và chính ta gọi là tránh ra những cái hiệu ứng FOMO, hiệu ứng FUD bằng cách đó là chúng ta hãy xây dựng và chuẩn bị cho mình cái kế hoạch đầu tư, có một cái lộ trình đầu tư của chúng ta và quản trị rủi ro làm sao một cách tốt nhất. Đó là cái chia sẻ với các anh chị là như vậy. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bài ngày hôm nay để chia sẻ với các anh chị về tâm lý đầu tư trong cái quá trình đầu tư của mình. Vâng, xin hẹn gặp lại các anh chị trong những bài chia sẻ tiếp theo. Xin cảm ơn.